quý vị, qua các chương trình khoa học thẩm mỹ trước đã có rất nhiều quý vị theo dõi, không những trên đài truyền hình mà còn trên các mạng xã hội như Facebook và YouTube. Do đó, hôm nay chúng tôi tiếp nối chương trình khoa học thẩm mỹ với đề tài đi sâu vào dược mỹ phẩm. Khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ cũng có mặt hôm nay để giúp chúng ta hiểu rõ thêm về các sản phẩm chúng ta dùng trên da mỗi ngày. Thanh Xuân xin kính chào khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ. Chào Thanh Xuân, chào Thiên Ngư, kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay mình nói chuyện về vấn đề dược mỹ phẩm. Thưa quý vị, Cosmeceuticals hay là dược mỹ phẩm là một ngành công nghiệp mới trong chăm sóc da. Trong ngôn ngữ Việt, từ dược mỹ phẩm chỉ mới xuất hiện khoảng 5 năm nay. Tuy nhiên, Thanh Xuân đã từng thấy các bài viết về dược mỹ phẩm bằng Việt ngữ của khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ từ những năm 2006, tức là đã 9 năm rồi. Vậy nhân tiện có khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ ở đây, Thanh Xuân xin khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ cho Thanh Xuân cũng như quý khán giả biết được về cái nguồn gốc của từ dược mỹ phẩm ạ. Thưa quý vị khán thính giả, trong tài liệu y khoa Anh ngữ thì cosmeceutical là từ nối giữa cosmetic tức là mỹ phẩm và pharmaceutical có nghĩa là dược phẩm, được bác sĩ Glickman ở trường đại học Pennsylvania dùng vào một cái bài khảo luận của ông vào khoảng chừng đầu thập niên 1970. Thưa khoa học gia, thế thì trong các bản viết về Việt ngữ thì như thế nào ạ? Vâng, từ khi công ty Laban Cosmeceutical hình thành vào năm 2005 thì nó là một trong 10 cái công ty đầu tiên tại Hoa Kỳ đăng ký dưới cái tên là Cosmeceutical. Thì chúng tôi chú tâm vào việc phát triển cái khoa học Cosmeceutical. Và khi tôi viết các cái bài khảo luận bằng tiếng Anh cho cái website của Laban Cosmeceutical, vì là người Việt thì tôi cũng muốn viết song ngữ để có thể chia sẻ kiến thức cho đồng hương Việt Nam. Tôi dịch sát cái từ Cosmeceutical là mỹ dược phẩm, nhưng mà muốn nhấn mạnh cái vai trò dược tính trong cái công nghiệp này thành tôi gọi là dược mỹ phẩm. Vậy thì cái từ dược mỹ phẩm khi nào thì được dùng phổ biến bằng tiếng Việt ạ? Dạ vâng, khi chúng tôi thành công trong công việc chế tạo hợp chất để đưa vào công thức của sản phẩm chống lão hóa và trẻ hóa da và kem sáng da đầu tiên vào năm 2007, thì ngoài việc chuyển nhượng cái tài sản trí tuệ của phát minh của chúng tôi cho một công ty hàng đầu của Hoa Kỳ, thì chúng tôi cũng đưa vào sản xuất dòng sản phẩm dược mỹ phẩm riêng của Laban Cosmeceutical. Thì vào cuối năm 2008, chúng tôi cũng có giới thiệu một cách rất là nhẹ nhàng vào cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ với một cái video chỉ có 40 second về dược mỹ phẩm Laban Cosmeceutical trên các đài truyền hình. Thì qua năm 2009, các thương hiệu mỹ phẩm hay là cosmetic của người Việt Nam quảng cáo trên các đài truyền hình Việt Nam tự chuyển các cái quảng cáo của họ thành dược mỹ phẩm, và nhờ vào đó đồng hương Việt Nam được nghe cái danh từ dược mỹ phẩm nhiều hơn. Thưa khoa học gia, quả thật thì khi Thanh Xuân nghi tìm và nghiên cứu những cái tài liệu bằng tiếng Việt ở trên các website thì Thanh Xuân cũng không hề thấy một website nào có đi sâu hoặc là đi vào chi tiết về cái từ dược mỹ phẩm, ngoại trừ có một website duy nhất, đó là website của công ty Laban Cosmeceutical bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Vậy thưa khoa học gia, xin khoa học gia cho Thanh Xuân cũng như quý vị khán giả ở đây biết được, thế thì cái dược mỹ phẩm mà là một dược mỹ phẩm thực sự thì nó phải có những đặc tính gì ạ? Theo đúng cái định nghĩa thì mỹ phẩm là cái sản phẩm chỉ có cái tác dụng là che trên cái mặt da, hoặc là có tác dụng trên lớp stratum corneum là lớp sừng ở trên mặt da để mà nó tạo một cái vẻ thẩm mỹ tạm thời do các cái vật liệu hoặc là cái hóa chất chứa trong mỹ phẩm. Còn dược mỹ phẩm là sản phẩm có khả năng thực sự hỗ trợ cái hoạt động sinh hóa của các tế bào da nói riêng hay là da là một cơ quan nói chung một cách tốt đẹp theo sinh hóa tự nhiên để dẫn đến một cái vẻ đẹp tự nhiên của chính làn da. Dạ, như vậy thưa khoa học gia, nếu mà một loại mỹ phẩm mà có chứa cái chất hydroquinone là cái chất mà làm tẩy da cũng như lột da, Thanh Xuân ví dụ như là alpha hay là beta hydroxyacid, thì những cái loại mỹ phẩm như vậy có thể gọi là một dược mỹ phẩm được không ạ? Tại vì hydroquinone thì nó block keratinase và nó có tác dụng hại trên cái tế bào da. Rồi những phương pháp lột da nó cũng tương tự như vậy. Thành ra bên cạnh các cái mỹ phẩm như là phấn son thì các mỹ phẩm để mà lột da như là sản phẩm chứa hàm lượng cao của các loại acid như là glycolic acid hoặc là để tẩy da như là hóa chất hydroquinone thì cũng không được gọi là dược mỹ phẩm. Thì tương tự như vậy, cái mỹ phẩm mà dựa trên cái công nghiệp hóa chất hiện đại với các hóa chất có thể bám vào cái lớp sừng của da, lông hoặc là tóc lâu hơn thì cũng không được gọi là dược mỹ phẩm. Thí dụ như là cái eyelash perm product mà trong Việt ngữ quảng cáo
không đúng là thuốc mọc lông mi thì dĩ nhiên cũng không có phải là dược mỹ phẩm, là vì trong cái công nghệ này các cái hóa chất những như là keo nó sẽ bọc từ từ lên các sợi lông mi, và các hóa chất đó nó sẽ bám vào trong cái chân của lông và sẽ tạo cho người nhìn có một cái ảo giác là cái sợi lông mi đó to và dài hơn, chứ không phải là các hoạt chất đó có tác dụng lên các tế bào của chân lông mà kích thích cho cái lông mi nó mọc ra. Xin khoa học gia cho Thanh Xuân cũng như quý vị khán giả ở đây biết được chúng ta có những cái tiêu chí hoặc những cái tiêu chuẩn nào để đánh giá rõ ràng về một cái bộ dược mỹ phẩm. Thì về vấn đề này, tôi muốn dùng cái tiêu chuẩn để đánh giá dược mỹ phẩm do bác sĩ Clickman ở Philadelphia đề ra trước đây. Và tôi cũng dùng cái bài review mới nhất, review tức là bài thảo luận tổng quát về khoa học dược mỹ phẩm đã được xuất bản trên cái tạp chí y học Clinical and Aesthetic Dermatology. Thì cái bài này đã tổng kết đến hơn 150 cái bài thảo luận khác nhau từ năm 1970. Thì ba cái tiêu chuẩn chính về cái dược mỹ phẩm là cái điểm thứ nhất là các hoạt chất nó có thể đi xuyên qua lớp sừng hoặc là stratum corneum để đi vào các tế bào da hay không. Và cái điểm thứ hai là có cái chứng cứ khoa học đã được công nhận và được xuất bản trên các tạp chí y học mà được có uy tín, hoặc là các hoạt chất nó có thực sự tác dụng trên cái nguyên lý hoạt động trên các tế bào da dẫn tới cái lợi ích do cấu trúc da hay không. Và cái điểm thứ ba là có cái chứng cứ y học lâm sàng nào mà chứng minh là các hoạt chất đó thực sự có tác dụng, có cái hiệu quả trên người sử dụng. Dạ, thưa khoa học gia, nói về cái tiêu chuẩn đầu tiên đó, Thanh Xuân muốn nói là như Thanh Xuân học ở trong trường dược á, thì được biết cái lớp sừng á, trên bề mặt da nó có cái mục đích là nó giúp cho bảo vệ làn da, chống lại sự thâm nhập của các cái chất á, nó đến từ môi trường bên ngoài. Chỉ có những cái chất nó rất là nhỏ và hoặc là nó có những cái đặc tính rất là đặc biệt thì nó mới có thể thẩm thấu vào trong cái làn da. Thưa khoa học gia, thế thì làm sao để những cái hóa chất trong mỹ phẩm nó có thể thấm vào làn da mình được ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, là cái lớp stratum corneum hay tức là cái lớp sừng trên cái top của cái da của mình đó, nó chỉ dày có khoảng chừng 1% của một ly, 1 mm. Thì thông thường thì chỉ có một số lượng rất là thấp các cái phân tử nhỏ theo một số các đặc tính nhất định mà có thể đi vào trong da theo ba cái ngã khác nhau, hoặc là nó đi xuyên qua, hoặc là nó đi sang giữa các cái tế bào sừng, hoặc là nó đi theo cái lỗ chân lông, hoặc là cái tuyến mồ hôi. Nói chung á, thì chỉ có những cái chất mà có thể tan trong cái chất dầu, và nó phải nhỏ hơn 1/1 tỷ của một ly thì nó mới có thể thấm xuyên qua cái lớp sừng vào trong các tế bào da. Thanh Xuân với lại quý vị khán giả cũng nghe nói rất là nhiều là collagen á, thì họ dùng trong mỹ phẩm á, để họ bôi lên da. Thì Thanh Xuân chỉ thắc mắc là cái sợi collagen á, có thể gọi là nó lớn, thế thì làm sao mà nó có thể thẩm thấu vào da được thưa bác sĩ? Vâng, Thanh Xuân, thưa quý vị, cái câu hỏi của Thanh Xuân rất là hay. Tại vì đó, cái này nó là theo cái lịch sử của những cái phát triển khoa học về collagen. Chúng ta nghe nói rất là nhiều quảng cáo về thẩm mỹ collagen và cho rằng là có thể bổ sung cho cái collagen trong da, giúp cho da đẹp hơn. Thì thực sự đó cho nó chỉ có tính cách thương mại chứ không đúng về khoa học. Ngay cả khi mà phân hủy cái collagen thành những cái mảnh collagen nhỏ thì nó vẫn còn quá sức lớn để mà thấm vào trong da. Và nếu như có vào trong da được đó thì những cái collagen này đó nó sẽ không có một cái tác dụng gì trong da này hết. Thì tôi sẽ giải thích về cái đặc tính và cái tính chất khoa học của collagen trong cái phần sau. Vâng. Dạ, nói về đề tài này thì nhân tiện đây Thanh Xuân cũng muốn hỏi về khoa học da. Về cái việc mà có một số hãng mỹ phẩm đó họ quảng cáo, họ nói là họ dùng tế bào gốc trong sản phẩm của họ. Thì nếu mà nói về tế bào gốc thì tế bào gốc còn lớn hơn collagen hàng trăm ngàn lần. Thì nếu nói như khoa học da thì những cái loại mỹ phẩm mà chứa tế bào gốc thì sẽ không thể nào thẩm thấu vào làn da được, phải không ạ? Dạ, cái đó là đương nhiên rồi. Quý vị, hồi trước đây quý vị nghe tôi nói rất là nhiều về vấn đề mà tế bào gốc. Thì quá sức rõ ràng là như vậy. Sự thật là chỉ có đó là những quảng cáo thương mại chứ không phải là khoa học. Vì đối với các nhà khoa học thì đó là một chuyện rất là khôi hài, là vì khi một cái tế bào mà đưa vào trong kem hay là serum thoa da thì nó có thể nó vỡ tung, nó bể tung ra, nó chết liền hay tức khắc. Và do đó không có một cái công ty thực sự nào á, hay là một nhà sản xuất thực sự nào mà lại điên đến mức độ là bỏ cả đống tiền ra để mà phân tích cái tế bào gốc và bỏ vào trong cái sản phẩm, cái chuyện đó nó không có. Thì chúng tôi đã từng cộng tác với nhiều cái công ty lớn của thế giới như là cái công ty Unilever. Thì tôi chưa bao giờ nghe nói một cái công ty mà thật sự mà nó có những quảng cáo lạ lùng như vậy. Vâng. Dạ. Thưa khoa học gia,
khoa học gia có thể bật mí một chút cho Thanh Xuân cũng như quý khán giả biết được là tại sao cái sản phẩm của mình vừa có thể trị được nám, trị được mụn thịt, lại giúp mình chống được lão hóa nữa. Mà theo như Thanh Xuân biết á, đây là những cái bước tiến vượt bậc trong y dược ạ. Như tôi đã trình bày trước đây trong những buổi nói chuyện khác đó, về cái thuyết đa công, tức là cái multiple hit theory và cái thuyết tế bào tương tác, tức là offset communication, và những khám phá về các nền tảng hoạt động của các tế bào da mà chúng tôi đã khám phá trước đây là cái nền tảng cho cái nghiên cứu của Laban Cosmeceutical. Laban Cosmeceutical với phương châm người thật, việc thật để giới thiệu những dòng sản phẩm của mình. Hơn năm nay là gần 50. Trước kia cái da của tôi bị nám rất là nặng. Và hai bên gò má này rất là đen. Đen là đen thâm, không phải là đen nâu giống như các bạn. Xài mới có 2 tháng là mình thấy nó đỡ đỡ. Xong mình xài tới tháng thứ 6, mình thấy nó lợt hẳn đi. Rồi cuối cùng bây giờ là gần 2 năm, mình thấy rất là hài lòng. Da mặt của Alan ngày xưa nám rất là nhiều. Khi làm vườn, Alan không có bôi sunblock và không có đội nón, thì nó nám hết nguyên một cái má bên này, nám rất là nặng. Thì Alan xài 3 tháng thấy cái vết nám nó mờ rất là nhiều. Cũng là Belga năm 2007, em xài tới bây giờ luôn. Em giữ được, em không có đổi sản phẩm nào hết. Tại vì em thấy nó rất là tốt cho da của em. Trước đó em xài cái mỹ phẩm khác, mà sao em thấy sản phẩm của La Belga, cái em mới xài thử, em xài em thấy khoảng 2 tuần em thấy da em mà nó khác hẳn liền, nó sáng mà nó căng, nó mịn ra. Hôm nay là em 47 tuổi rồi, nhưng mà đi đâu em nói là em 47 là không ai tin hết trơn. Tại thấy cái da nó khác biệt quá đó, thành ra nó là em xài cái sản phẩm nào mà đẹp vậy em cũng nói là sản phẩm của La Belga. Em xài tới bây giờ luôn, em cũng vẫn giữ cái sản phẩm này em xài rất là tốt. Thanh Xuân xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. La Belga Cosmeceutical kính mời.